khó khăn của bạn nhỏ lớp 3 khi học tiếng Anh ở trường. Có rất nhiều bố mẹ kêu trời lên là trời ơi, năm nay con em mới chính thức học tiếng Anh, có sách giáo khoa tiếng Anh và đến trường thì vô cùng là chật vật. Các con cảm thấy như là đây là một cái môn học gì đó rất là khó nhằn. Rồi ở trường cô sẽ nói veo veo veo, rồi về nhà các con không biết là làm bài như thế nào. Kết quả học tập thì sa sút. Có rất nhiều bạn bảo là hôm nay có tiết tiếng Anh con không đi học nữa đâu. Rất là đáng sợ luôn. Vì sao lại có hiện tượng là như vậy ạ? Là bởi vì có thể khoảng thời gian trước đó thì môn tiếng Anh chưa được đưa vào trường học hoặc là chưa chính thức ở trong sách giáo khoa, cho nên còn cảm thấy khá là thoải mái. Nhưng mà bây giờ khi mà bắt đầu với việc là phải làm bài này rồi phải trả bài này, thì bé cảm thấy rất là căng thẳng, cho nên các bạn đấy cảm thấy là mình sẽ bị tụt dốc rất là nhanh. Tiếp nữa là nhiều khi cô giáo quá tập trung vào việc là học từ vựng chẳng hạn, học từ mới mà không gắn với các cái ngữ cảnh, không gắn với các hoạt động chơi, khiến cho những hoạt động học cũng trở nên đáng chán. Ở lứa tuổi lớp 3 thì mặc dù đã được nâng cao về khả năng tập trung, nhưng mà các con cũng chưa tập trung được dài nếu mà không có sự chuyển đổi về hoạt động. Tiếp nữa là cái cách mà để diễn đạt về câu từ của các con cũng chưa thật tốt. Trong tình hình đó mà áp ngay sang môn tiếng Anh thì đúng là khó. Vậy thì cần phải có giải pháp như thế nào khiến cho bạn nhỏ lớp 3 đỡ chán học môn tiếng Anh? Thứ nhất là cần phải có người đồng hành. Cái người đồng hành này vừa phải có trình độ chuyên môn về tiếng Anh, có khả năng sư phạm để thiết kế các cái bài học khiến cho nó trở nên hứng thú hơn. Mặc dù vẫn là nội dung ở trong sách giáo khoa nhé, nhưng mà hoàn toàn có thể biến nó trở thành những hoạt động mà trẻ được lôi kéo vào đấy và học một cách rất tự nhiên. Và thứ hai nữa, cái người đồng hành này cũng phải hiểu về bé, hiểu về tâm tính của bé, hiểu về kiểu học của bé để có thể hỗ trợ, động viên và khích lệ. Cái thứ hai nữa, ngoài cái hệ thống đồng hành ra thì cần phải có một cái cách thức nào đấy để giúp bé phát triển được nội lực ở bên trong. Ví dụ như luôn luôn khích lệ để bé nói nhiều hơn, viết nhiều hơn hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Cái thứ ba nữa là cũng phải dạy cho bé cách tập trung, và tập trung nằm ở trong trí thông minh cảm xúc. Khi học được về điều này thì các bé không chỉ tốt môn tiếng Anh mà còn tốt ở các môn học khác nữa. Thì Pantado trực tuyến 1:1 là nơi mà có thể giải quyết được các vấn đề đó. Hãy đến với trung tâm tiếng Anh trực tuyến Pantado 1:1, nơi mà mình đang trực tiếp làm giám đốc học thuật ở đây. Và đây là nơi mà cũng đã có 8 năm kinh nghiệm trong việc dạy hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn những em học sinh trên khắp cả nước. Và sở dĩ vì sao Pantado lại có thể thu hút được rất nhiều bạn nhỏ như vậy thì đây là những lý do chủ yếu. Thứ nhất đó là có một hệ thống được gọi là 5:1. Một em học sinh học nhưng mà sẽ có 4 giáo vụ theo sát để có thể hỗ trợ cho con. Thứ hai là phương pháp học độc quyền, có nhiều video sinh động, mô tả chi tiết bài học giúp con hứng thú hơn. Ngoài ra nữa lại còn có một lộ trình cá nhân hóa theo năng lực của trẻ. Và điều đặc biệt mà mình đặt ở Pantado đấy chính là áp dụng trí thông minh cảm xúc EQ với học tiếng Anh trong mỗi buổi học. Và vì vậy, học xong tiếng Anh thì các con tự tin hơn, các con biết cách quản lý cảm xúc, biết cách ra quyết định, và đồng thời với đó các con cũng học tiếng Anh tốt hơn. Đội ngũ giáo viên của Pantado thì khỏi chê rồi các bạn, vừa là giáo viên bản ngữ, vừa là giáo viên Việt Nam có bằng cấp quốc tế và trình độ sư phạm tối thiểu 2 năm. Và đấy chính là điều mà các bạn nhỏ lớp 3, tất cả các bạn nhỏ khác đang tìm kiếm, đúng không ạ?